Vâng, chào mừng các bạn quay trở lại với Sơ Bằng Vlog nha. Trên tay mình là con bộ củi các bạn. Các bạn thấy không? Đó, nó bộ này. Đó. Nó bộ ghê. Bực, bộ mạnh quá, bộ mạnh quá. Nào, xem em nó nào. Các bạn biết công dụng của con bộ củi này làm gì không các bạn? Ái da, ui nó tụt rồi. Con này mình nghe nói là những anh nào chiếu sinh lý á, bắt cái con này mình nướng thành than ha, rồi tán thành bột rồi mình hòa với nước uống nè. Bột củi sung lắm các bạn, bột củi sung lắm nha, sung như nó bỏ nó bỏ lần dần nó tụt tay mình luôn các bạn. Thần dược cho các anh yếu sinh lý thôi. Ui, nó bò nhanh thế. Nó bộ ông quang tạch 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 nó bộ để nó thoát thân các bạn, nó bộ hồ chắc đứt đầu luôn quá. Thôi thả nó nha. Tạm biệt mày nha, tao không dùng mày để tao bột củi đâu. Chơi mày tí thôi, bye bye.